Hello mọi người, mình là Tường Kỳ Cư. Thì nhiều bạn băn khoăn và hỏi mình là cái chuỗi MAA với một cái chuỗi InstaFlow có gì khác nhau? Tại vì các bạn coi clip của mình thì không có phân biệt được. Thì thật ra mọi người, một cái chuỗi MAA mà ở trên những cái clip của mình á là những cái chuỗi ngắn mình đã cô đọng lại từ một cái chuỗi được xây dựng rất là dài ở trong một cái lớp MAA. Tại vì cái sở thích của mình là chuyển động ở trên nhạc, cho nên là mình biến hóa một chút xíu để nó có thể chuyển động mượt mà on beat ở trên nền nhạc, để mọi người xem thú vị hơn và hấp dẫn hơn. Sự khác nhau giữa một cái chuỗi MAA và InstaFlow thì khác nhau cả về cái cách mà xây dựng cũng như là cái mục tiêu mình hướng tới. Đầu tiên, chuỗi MAA xây dựng bằng cách chuyển động toàn diện phối hợp giữa các yếu tố làm mạnh, kéo dài, tạo độ đàn hồi, tính linh hoạt và khả năng bùng nổ cho cơ thể người tập để tái cấu trúc toàn bộ hệ mạch cơ. Thứ hai, mục tiêu chính của lớp là phục hồi lại những liên kết tự nhiên lành mạnh của hệ mạch lạc cơ, mà mạc là một mạng lưới liên kết chặt chẽ, thông minh bao bọc quanh toàn bộ cơ thể của chúng ta. Trong khi đó, một lớp InstaFlow tập trung hướng đến sự hòa hợp giữa chuyển động, hơi thở và âm nhạc để giải tỏa cảm xúc thăng hoa cùng dòng chảy chuyển động mượt mà. Và mục tiêu chính là lan tỏa những năng lượng tích cực của bài hát chính và kết nối giữa người tập với nhau, giữa người hướng dẫn với học viên và chính chúng ta với bản thân.